Việt Nam Việt Nam tổ chức tại Việt Nam với tổ đoàn công nhân Việt Nam. Xin mời giáo sư Phạm Văn Quang. Cô làm ơn đi cắm điện mình không được không? Cắm mình đâu? Chỗ nào ở điện? Ôi đây. Kính thưa các vị lãnh đạo, các bạn mời, kính thưa ban tổ chức, kính thưa tất cả bà con đồng hương, tôi là Phạm Minh Hoàng, cách đây hơn 2 tháng có nhiều năm tổ xuất tại Paris. Hôm nay tôi rất cảm động và rất là hãnh diện đến đây tham dự cái buổi tưởng niệm các anh hùng đồng tiến đã nằm xuống cách đây 30 năm. Kính thưa tất cả quý vị, tôi đã rời khỏi đất nước năm 1973, tôi từ 18 tuổi trong du học tại Pháp. Và trong suốt 27 năm ở sống và làm việc ở Pháp, tôi đã có nhiều lần tham gia những buổi tưởng niệm như thế này, tưởng niệm những người đã nằm xuống cách đây 30 năm. Thì trong những lần tưởng niệm đấy, trong đầu óc của một người sinh viên như tôi thì tôi đã có cái manh nha là tôi cũng sẽ tạm gọi là tham gia các con đường hướng đến này, nhưng mà bằng một hình thức khác là tôi sẽ trở về Việt Nam, tôi làm việc cái đóng góp và công việc xây dựng dân chủ đất nước trong một hoàn cảnh khác, trong những điều kiện nó hợp phù hợp với khả năng của tôi. Trong những lúc mà tôi thắp hương những ngày hôm nay trước linh vị của các anh hùng liệt sĩ, thì cái ý định đó nó dần dà nó sống trong tôi, và đến năm 2000 tôi đã thực hiện được cái ý định đó. Tôi đã trở về Việt Nam và với những cố gắng của tôi đã làm việc ở trong nước, tôi đã tham gia giảng dạy tại trường đại học Bách Khoa trong vòng 10 năm. Và dự định của tôi là tôi sẽ cố gắng, là tôi sẽ đóng góp hết cái phần khả năng của tôi trong các công cuộc tạm gọi là phổ biến những tư tưởng về đấu tranh bất bạo động cũng như dân chủ hóa đất nước. Tuy nhiên chẳng may thì cái công việc của tôi cũng đã không có được toàn vẹn. Đến năm 2010 tôi đã bị bắt và tôi đã bị xử tội 17 tháng tù giam. 17 tháng không có nhiều so với các bản án gần đây, ta cũng không quên bản án của Mẹ Nấm cũng như bản án của Thị Thiếu Nga, nó là 10 năm. Thì sau 17 tháng cộng với 3 năm quản chế thì tôi tạm thời tôi được tự do và tôi sống ở Việt Nam. Tuy nhiên cái điểm giảng dạy của tôi đã coi như là chấm dứt. Thì tôi tiếp tục cái công việc đấu tranh để cái cổ suý cho tự do và dân chủ trong cái điều kiện khó khăn của tôi. Tuy nhiên cho dù thế, tôi cũng không có được đủ điều kiện, không có điều kiện để tiếp tục. Đến tháng 6 năm nay, nhà nước đã tước quốc tịch của tôi và đưa đến cái việc trục xuất của tôi vào ngày 25 tháng 6 năm 2017. Thì đó là những gì tôi đã làm. Thì hôm nay trong cái không khí trang nghiêm tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống, thì tôi nghĩ rằng những người đã nằm xuống đã cho chúng tôi là những người đi sau có một cái suy nghĩ, có một tấm gương để chúng tôi tiếp tục đi theo con đường đấu tranh của những người đã đi trước. Thưa quý vị, ở trong nước, cái hoàn cảnh của đất nước chúng ta không cho phép chúng ta làm những buổi truy điệu như thế này. Tuy nhiên các anh em trẻ, có rất nhiều người bạn trẻ, họ đã ý thức được cái việc hy sinh của những người đã nằm xuống cách đây 30 năm. Các anh em đó cũng như chúng tôi đã trao đổi cái vấn đề như thế này. Tôi nghĩ là những cái sự hy sinh của các chí hữu đã đi trước sẽ không có vô ích. Những người trẻ họ ý thức càng ngày họ ý thức càng nhiều cái vai trò, cái nhiệm vụ của họ trong việc tìm đất nước, và họ sẽ cố gắng và làm theo cái khả năng, cái điều kiện của họ. Tôi ngày hôm nay tôi tham dự cái buổi lễ, một
trong không khí trang nghiêm này, tôi ước mong là linh cửa những sự hy sinh các chiến hữu đã nằm xuống cầu nguyện cho đất nước chúng ta sớm có tự do, sớm có dân chủ. Đó là cái niềm mơ ước mà tất cả những điều tôi xin được các chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay. Xin được cảm ơn. Giáo sư và ngoài sự hiện diện đặc biệt của giáo sư